kính thưa hội nghị, kính thưa chủ tọa để tiếp tục uh, chương trình, uh, tôi xin trình bày về tiếp cận mới trong chẩn đoán và điều trị uh, chồng lấp hen supe thì uh, như chúng ta đã biết rằng là uh, đã từ trước đây trong thực hành lâm sàng thẳng, thỉnh thoảng chúng ta lại gặp phải một, một những ca À, thực sự không biết là chẩn đoán là hen hay là COPD, nó cứ nằm lẫn lộn giữa hai cái cái bệnh này. Và những cái ca đó thì thông thường chúng ta sẽ mô tả là COPD có yếu tố hen hay là hen hút thuốc lá hay là hen tắc nghẽn cố định. À, đến năm 2014 thì Gina lần đầu tiên đưa ra thuật ngữ ACOS tức là hội chứng chồng lấp hen COPD. À, trong đó đề xuất cách chẩn đoán, xử trí ban đầu, các xét nghiệm chuyên sâu À, à, nhưng mà à, và các xét nghiệm chuyên sâu và khoảng 3 năm sau thì Gina lại đổi tên Tức là cắt bỏ cái chữ syndrome, à, đổi thành ACO để tránh nhầm lẫn Vì cho rằng ACO không là một căn bệnh mà nó có thể bao gồm nhiều cái à, cơ chế bệnh sinh khác nhau à, Từ 2014 tới nay thì có rất là nhiều bàn cãi xung quanh vấn đề ACO Và phần trình bày của tôi hôm nay xin phép điểm lại 5 năm về ba vấn đề thứ nhất là định nghĩa ACO thứ hai chẩn đoán ACO và thứ ba là điều trị ACO thứ nhất là về định nghĩa ACO thì Gina 2014 đưa ra định nghĩa về ACO là đặc trưng bởi giới hạn luồng khí kéo dài với một số đặc điểm của hen và một số đặc điểm của CPD và định nghĩa này được sử dụng cho tới nay à, tuy nhiên là cũng sau đó thì cũng chính Gina À, chú thích là đây là một cái mô tả hơn là một cái định nghĩa à, và có vẻ như cái định nghĩa của Gina cũng không được thỏa đáng lắm cho nên là có một số tác giả cũng đưa ra những cái định nghĩa khác ví dụ như ACO là một kiểu hình đặc biệt của một nhóm bệnh tắc nghẽn đường thở mãn tính trong đó hen và COPD là hai thái cực hay là hội lồng ngực của Nhật thì cho rằng à, ACO là sự tồn tại đồng thời của hen và COPD trên nhóm bệnh hô hấp mãn tính. Như vậy thì tóm lại cái định nghĩa của ACO cho đến nay vẫn chưa rõ ràng vẫn còn mù mờ giữa mô tả và định nghĩa và chưa có một cái định nghĩa thống nhất và đạt được sự đồng thuận cao và thông thường một cái định nghĩa thì nó phải bao hàm cái cơ chế sinh lý bệnh của cái căn bệnh nằm bên dưới nhưng cái cơ chế sinh lý bệnh thực sự của ACO vẫn chưa được biết rõ chúng ta biết rằng ACO là à, bao gồm à, sự tồn tại của hai căn bệnh HEN và COPD mà HEN với COPD có cơ chế sinh bệnh rất khác nhau và cho đến nay thì hen nó vẫn chưa được xem là yếu tố nguy cơ của CPD và cũng hen là và CPD đều là những căn bệnh nó không có, có có đa kiểu hình như vậy thì dự đoán rằng ACO cũng là một lý không đồng nhất nó bao gồm nhiều cái phenotype và có những biểu hiện lâm sàng rất khác nhau bây giờ qua đến phần chẩn đoán ACO thì trong những nghiên cứu trước đây nhiều tác giả người ta nhận diện cái ACO có thể là từ quần thể bệnh nhân đã được chẩn đoán hen trước đó ví dụ như là những bệnh nhân hen đã được chẩn đoán có những cái triệu chứng chứng kinh điển của viêm phế quản mạng có DLCO thấp vân vân hoặc là nhận diện bệnh nhân từ cái quần thể đã được chẩn đoán COPD trước đây là với FPV1 trên FVC dưới 0,7 nhưng lại có những cái triệu chứng như ho khó thở khò khè nặng ngực về đêm tuy nhiên các cái cách chẩn đoán này thì nó kém tin cậy À, đến năm 2012 thì hội đồng ngực của Tây Ban Nha xếp ACO là một trong những kiểu hình của COPD và đưa ra cái tiêu chuẩn chẩn đoán bao gồm hai tiêu chuẩn chính và hai tiêu chuẩn phụ. Tuy nhiên cách chẩn đoán này hiện nay cũng không còn áp dụng. Đến năm 2014 thì Gina lần đầu tiên đưa ra cái cách chẩn đoán và tiếp cận chẩn đoán và điều trị của ACO bao gồm 5 bước, trong đó cái cách mà tiếp cận các cái tiêu chuẩn về về lâm sàng đó thì nó được xếp và liệt kê theo một cái bảng gồm có hai cột, một cột là các cái đặc điểm thường gặp ở hen và một cột là các đặc điểm thường gặp ở COPD. và đếm số lượng các ô đánh dấu trên mỗi cột. Nếu mà chúng ta thấy số lượng ô tương đương với nhau ở hai cột hen và COPD thì mới nghĩ đến là chẩn đoán ACO và khi đã nghĩ đến chẩn đoán ACO ở về mặt lâm sàng thì sẽ được đo hô hấp ký và cái tiêu chuẩn hô hấp ký được xác định khi là có cái hội chứng tắc nghẽn cố định với FEV1 trên FVC sau test giãn phế quản nhỏ hơn 0,7 và có cái test hồi phục phế quản dương tính rất mạnh với abv 1 trên 12% và trên 400 ml. À, xem lại đó, thì cái tiêu chuẩn chẩn đoán của ACO nó thường nó không uh, khá là bất cập điều thứ nhất là nó dài dài dòng khó nhớ và không thuận tiện trong thực hành lâm sàng thứ, thứ hai là nó nhạy nhưng mà có cái độ đặc hiệu khá kém thứ ba là Gina cũng không nêu rõ là có bao nhiêu tiêu chuẩn có bao nhiêu đặc điểm về hen và CVD thì đủ để chẩn đoán và các đặc điểm này thực sự cũng không có đồng đều nhau có những cái đặc điểm thì nó rất là đặc trưng cho hen hoặc CVD và những có những cái đặc điểm thì nó chỉ có mang tính cách tham khảo mà thôi À, và chính vì cái chẩn đoán tiêu chuẩn chẩn đoán Aco của Gina không không có thỏa đáng lắm, còn bất cập. À, một số tác giả người ta cũng đưa ra những cái tiêu chuẩn chẩn đoán khác. Ví dụ như tác giả Chin năm 2015 đưa ra một cách à, chẩn đoán Aco à, bố trí trên bốn bảng, a à, bốn ô trên một cái bảng có bốn ô. hai à, ô phía trên là đặc trưng cho hen, hai ô phía dưới thì là liên quan tới COPD hai ô bên trái thì là tiêu chuẩn hô hấp ký và hai ô bên phải là tiêu chuẩn của về lâm sàng. À, cũng khó nhớ luôn. À, đến năm 2016 thì một cái hội nghị đồng thuận, một cái hội nghị quy, quy tụ nhiều cái chuyên gia hô hấp hàng đầu trên thế giới à, do ATS khởi xướng à, ở ở Denver, Colorado và hội nghị này thảo luận bàn bạc rồi sau đó tiếp tục thảo luận trực tiếp kéo trực tuyến kéo dài nhiều tháng nữa cuối cùng đưa ra một cái đồng thuận cao về chẩn đoán tiêu chuẩn chẩn đoán của ACO bao gồm ba tiêu chuẩn chính và ba tiêu chuẩn phụ thì một cái chẩn đoán ACO sẽ được xác lập xác lập nếu bệnh nhân có đủ ba tiêu chuẩn chính tức là bệnh nhân phải có cái FVV1 trên FVC sau tết giãn phế quản nhỏ hơn 0,7 và ở trên người 40 tuổi Thứ hai là phải có hút thuốc lá trên 10 gói năm hoặc là tiếp xúc với không khí ô nhiễm. Thứ ba là bệnh nhân phải được chẩn đoán hen trước 40 tuổi hoặc là có cái hồi phục phế quản dương tính tức là fpv 1 sau giảm phế quản tăng trên 400 ml. Có đủ ba tiêu chuẩn chính này và phải có thêm ít nhất một trong ba tiêu chuẩn phụ đó là cơ địa dị ứng hoặc là có bạch cầu ế toan trong máu trên 300 hoặc là có test hồi phục phế quản dương tính ít nhất ở hai lần đo. À, đến năm 2017 thì hội lồng ngực của Tây Ban Nha cũng đưa ra cái tiêu chuẩn chẩn đoán về ACO tương tự như là cái đồng thuận của ATS nhưng mà sắp xếp cái dạng lưu đồ à, dễ nhớ hơn à, dễ dễ thực hành lâm sàng hơn à, như vậy thì một bệnh nhân mà trên 35 tuổi à, có hút thuốc lá trên 10 gói năm có fpv 1 trên EVC dưới 0,7 và đã được chẩn đoán hen trước đây thì kết luận là ACO hoặc là nếu bệnh nhân chưa được chẩn đoán là hen trước đây nhưng có cái tết hồi phục phế quản trên 15% và trên 400 ml hoặc là có bạch cầu ái toan trong máu trên 300 thì cũng được chẩn đoán là ACO như vậy để tóm lại một ca muốn chẩn đoán xác định là ACO bệnh nhân bắt buộc phải có thứ nhất là có tắc nghẽn luồng khí cố định và kéo dài thứ hai là bệnh nhân chúng ta phải khai thác cho được cái tiền sử là bệnh nhân đã từng phơi nhiễm với yếu tố khói thuốc lá hoặc là các uh, biomass và thứ ba là bệnh nhân có các đặc điểm của hen hoặc là về lâm sàng, hoặc là về hô hấp ký, hoặc là về sinh học. À, lưu ý là thí dụ như những bệnh nhân hen có hội chứng tắc nghẽn cố định mà chúng ta không khai thác được tiền sử hút thuốc lá thì không thể chẩn đoán là ACO và thông thường chúng ta sẽ gặp hai dạng rất dễ gặp trên lâm sàng dạng thứ nhất là bệnh nhân hen có hút thuốc lá mà có tắc nghẽn luồng khí cố định và nhóm thứ hai là bệnh nhân suy mà có biểu hiện tăng viêm kiểu tiếp hai tức là tăng bạch cầu ái toan hoặc là dị ứng à, như vậy thì tần suất của aco là bao nhiêu thì bởi vì cái định nghĩa cũng như là cái chẩn đoán ACO chưa rõ ràng, chưa được đồng thuận cho nên cái tần suất nó thay đổi ở nhiều nghiên cứu khác nhau. À, tác giả Chin thì cho rằng là cái tỷ tỷ lệ à, ACO ở trong cái quần thể bệnh nhân hen thì tăng dần theo nhóm tuổi. Một nghiên cứu khác năm 2015 thì cho thấy rằng là à, mô tả cái tần suất của ACO ở nhóm bệnh nhân hen hen nặng hay SUD thì Nói chung thì tỷ lệ của ACO chiếm khoảng từ 15 đến 25% trong tổng số bệnh nhân bệnh hô hấp mạng tính à, Như vậy thì chỉ khoảng 4 hoặc 5 bệnh nhân HEN hoặc COPD là chúng ta có thể gặp một ca ACO Và biểu hiện lâm sàng của ACO thì có thể biểu hiện à, bao gồm cả của HEN hoặc là của COPD Nhưng những triệu chứng của HEN như là có khọt hè khó thở từng cơn uh, xảy ra vào ban đêm có tăng phản ứng phế quản có tăng bạch cầu ái toan có trào ngược dịch dạ dày thực quản hay là có những cái triệu chứng của COPD biểu hiện của COPD như căng phòng phổi quá mức có rối loạn phân bố cơ thể uh, có các cái bệnh đồng mắt đi kèm vân vân và rất là nhiều nghiên cứu uh, khảo sát về các đặc điểm của nhóm ACO uh, thì hầu hết người ta đều thống nhất với nhau rằng khi so sánh với nhóm hen đơn thuần hoặc là COPD đơn thuần thì cái nhóm aco này có được cấp thường xuyên hơn, có chất lượng cuộc sống kém hơn, chức năng hô hấp sụt giảm nhanh hơn, tử vong cao hơn và sử dụng nhiều nguồn lực y tế hơn. Phần thứ ba chúng ta sẽ xem xét về điều trị aco. Thì trước đây trong các nghiên cứu về hen và COPD, thì nếu là nghiên cứu về hen thì người ta chỉ chọn những bệnh nhân thực sự là hen, còn nếu COPD người ta chỉ chọn bệnh nhân thực sự là COPD và như vậy thì những cái nhóm bệnh nhân gọi là ACO sẽ bị loại ra ở hầu hết các nghiên cứu. Vì vậy hiểu biết về cơ chế bệnh sinh cũng như là hiệu quả điều trị về ACO còn rất thiếu, rất không đầy đủ, cần rất nhiều những nghiên cứu, thử nghiệm lâm sàng được thiết kế tốt riêng cho bệnh nhân ACO trong tương lai. Và phần lớn cho đến nay thì phần lớn các phương pháp điều trị đưa ra hầu hết đều dựa trên cái ý kiến chuyên gia suy diễn từ các nghiên cứu về hen và CPD ít có dựa trên những cái chứng cứ thực sự, chứng cứ lâm sàng thực sự và chúng ta thấy là so với CPD hay là hen thì ACO nó có diễn tiến bệnh và kết cục lâm sàng xấu hơn nhiều vì vậy chúng ta cần phải quan tâm đặc biệt hơn với nhóm bệnh nhân này Thì điều trị ACO như thế nào? À Gina đưa ra các cái biện pháp điều trị ACO à, là bao gồm ICS à, có thể thêm LABA hoặc là LAMA. À, hội lồng ngực Tây Ban Nha cũng đề nghị cái cách điều trị à, ACO bao gồm là ICS LABA và ICS LABA LAMA. Thì nãy giờ chúng ta cũng đã nói rồi, tức là hầu hết các cái đề nghị điều trị này là ít dựa trên những cái chứng cứ thực sự. Như vậy thì để chúng ta có một cái nhìn tổng quát hơn chúng ta sẽ xem xét lại các cái uh, biện pháp điều trị của hen và COPD từ trước đến nay thì uh, đối với bệnh nhân hen uh, trong cái khởi đầu điều trị chúng ta thấy là chúng uh, chúng ta sử sử dụng ICS uh, kết hợp với kháng leukotriene hoặc là ICS laba ICS laba và LA-MA. và lưu ý là tuyệt đối không được không bao giờ được sử dụng la ba đơn độc ở nhóm bệnh nhân hen vì đã có chứng minh la ba làm tăng tử vong ở bệnh nhân hen. Còn đối với nhóm COPD thì khởi đầu điều trị với la ba hoặc la rồi tiếp tục thì chúng ta sẽ kết hợp la ba với lama và la ba lama cộng ICS. Và lưu ý ở nhóm bệnh nhân này thì việc ai sử dụng ICS rất hạn chế ở nhóm bệnh nhân COPD và không khuyến cáo sử dụng ICS đơn độc vì làm tăng nguy cơ viêm phổi à, như vậy thì đối với nhóm bệnh nhân ACO thì chúng ta sẽ sử dụng thuốc gì đây à, thì rõ ràng là à, đối với à, đối với LABA thì chúng ta không sử dụng được HEN, ICS thì chúng ta không sử dụng được ở COPD và chúng ta sẽ chọn lựa những cái thuốc nào mà sử dụng được ở cả vừa HEN vừa COPD thì theo gina đề nghị là chúng ta sử dụng ics ics la và ics la lama nhưng chúng ta sẽ xem lại là có một câu hỏi đặt ra là ics sử dụng ở bệnh nhân aco liệu có thỏa đáng không khi chúng ta lại hạn chế sử dụng ở bệnh nhân copd đối với phần điều trị nâng cao thì các đối với nâng, điều trị nâng cao tức là khi đã không có thích hợp điều trị với khởi địa ban đầu chúng ta sử dụng ở bệnh nhân hen chúng ta sử dụng kháng ICS hoặc là kháng interleukin 5 như các thầy đã trình bày nãy giờ tuy nhiên cái nhóm thuốc anti ICS và anti interleukin 5 này chưa bao giờ được sử dụng ở bệnh nhân COPD ngược lại ở bệnh nhân COPD ở khi mà ở, ở cái bước nâng cao chúng ta dùng macrolide, roflumilas thì liệu rằng macrolide và roflumilas có thích hợp cho bệnh nhân hen à, cũng ít được sử dụng cho bệnh nhân hen. Như vậy thì liệu có thích hợp cho bệnh nhân ACO hay không thì câu hỏi vẫn còn đặt ra. À, mặc dù có một số ít cái điều, bằng chứng điều trị là đối với bệnh nhân nhóm ACO, tuy nhiên là cái ACO và COPD chúng ta thấy rằng là khi mà so sánh thì chúng ta thấy rằng là cái hiệu quả điều trị cải thiện so với nhóm COPD có ý nghĩa thống kê. Và chúng ta thấy là các bằng chứng điều trị ở bệnh nhân ACO nặng thì mặc dù ít nhưng mà vẫn có một số. Chúng ta thấy rằng là thêm cái tiorobium vào ICS sẽ thấy ít được ít đực cấp hơn ở nhóm bệnh nhân ACO so với nhóm giả dược. Kế nữa là những bệnh nhân vừa hen kèm với khí phế thủng khi điều trị kết hợp với tiorobium sẽ cải thiện tên V1 tốt hơn là không có kèm khí phế thủng. Và khi mà sử dụng cái Omalizumab, tức là kháng kháng IGE thì thấy cải thiện triệu chứng và chất lượng cuộc sống ở bệnh nhân ACO tương đương với bệnh nhân hen và Roflumilas thì bắt đầu người ta cũng uh, sử dụng thấy có hiệu quả ở bệnh nhân COPD mà có tiền sử hen và Macrolide thì ở nhóm bệnh nhân hen nặng cũng đã được sử dụng. À, uh, như vậy thì ngoài ngoài cái điều trị của gina thì một số tác giả cũng đưa những cái biện pháp điều trị khác ví dụ như người tác giả công đô thì họ đề nghị phân bậc theo bốn bậc độ nặng theo độ, độ triệu chứng lâm sàng và với cái điều trị căn bản là ics la Balama thì tùy theo phân bậc người ta sẽ thêm teophilin kháng liệu hay là những thuốc add on khác hỗ trợ một tác giả khác nữa thì à, cũng à, cũng đề nghị ICS, la Lama và khi mà bệnh nhân không kiểm soát được triệu chứng hoặc bệnh nhân có rất nhiều đợt cấp thì khi đó sẽ sử dụng à, đo cái nồng độ IgE trong máu hoặc là bạch cầu ái toan à, và nếu mà âm tính thì sử dụng roflumilast hoặc macrolide và nếu dương tính thì sử dụng IgE hoặc là antacid 5 Phần cuối cùng là xin nói sơ qua là về các kiểu hình aco thì như chúng ta đã biết rằng là uh, hen có rất nhiều kiểu hình khác nhau, COPD cũng có nhiều kiểu hình và aco thì uh, dự đoán là cũng có nhiều kiểu hình uh, khác nhau. Và khi chúng ta đặt cái aco nằm giữa uh, hen và COPD giống như chúng ta lắp một mảnh ghép vào một cái bức tranh toàn cảnh và nhắc chúng ta đến một cái à, giả thiết Hà Lan à, từ 1961 mà Oria đã đưa ra là tất cả các bệnh lý phế quản bao gồm hen, cái phế thủng, viêm phế quản mạng nên được xem như là một căn bệnh với nguồn gốc di truyền chung à, một tác giả khác cũng đưa ra các cách phân kiểu hình theo Aco à, bao gồm bốn bốn cái kiểu hình khác nhau với cái trục tung là cái mức độ tiếp xúc với khói thuốc lá và cái cái trục vành là mức độ tiếp xúc với khói thuốc lá và trục tung là mức độ dị ứng và đưa ra các các cái biện pháp điều trị tương tự đối với cái nhóm là hen ưu thế về hen hoặc là ưu thế về đi, nếu ưu thế về hen thì sẽ sử dụng những cái thuốc tương tự như hen và siêu ưu thế đi sẽ sử dụng các thuốc tương tự như suPD Tất cả những cái điều trị này cũng chỉ là đề nghị và cũng còn chờ những cái bằng chứng cứ về lâm sàng thuyết phục hơn. Như vậy để kết luận thì ACO chiếm khoảng 1 phần 4, 1 phần 5 trong dân số mắc bệnh hô hấp mãn tính, bao gồm hen, COPD và nhóm bệnh này có những biểu hiện kết cục lâm sàng xấu hơn so với hen hoặc COPD đơn thuần. Vì vậy cần được quan tâm nhiều hơn. Và chẩn đoán ALCO dù chưa được thống nhất nhưng đã được cải tiến nhiều, thuận tiện và đáng tin cậy hơn trong thực tành lâm sàng. Và điều trị ALCO mặc dù là còn thiếu nhiều dữ liệu về y học chứng cứ, đặc biệt là đối với trường hợp nặng và cần hướng đến việc cá thể hóa điều trị theo kiểu hình. Phần trình bày của tôi đến đây là hết. Xin cảm ơn sự theo dõi của quý vị.